Xin mến chào toàn thể các bạn. Hôm nay chúng ta tới với bài Dân Vũ, bài ca người cao tuổi. Và ở bài này thì mình sẽ chia thành 3 tổ hợp phần chính. Và ngoài ra còn có thêm một tổ hợp phần nhạc dạo mở đầu bài và 2 câu kết bài. Và không để các bạn chờ lâu, bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài tập luôn các bạn nhé. Phần nhạc dạo mở đầu bài chúng ta gồm có 4 câu nhạc 8. Và động tác đầu tiên thì mình sẽ bước chân phải, mình bước đơn nhé. 1, thu chân trái, 2, rồi tiếp theo lại bước đơn sang bên trái, 3, 4, thực hiện tiếp tục, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta sẽ thực hiện là 2 câu nhạc 8 ở động tác này. Chúng ta bắt đầu đếm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo câu nhạc 8 thứ 3 thì mình sẽ thực hiện 4 nhịp đi qua bên phải và 4 nhịp đi về bên trái. Chúng ta bắt đầu nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc phần nhạc dạo. Rồi bây giờ mình sẽ vào tổ hợp 1. Tổ hợp 1, nhịp đầu tiên mình bước chân phải về phía trước, xéo sang bên trái, xéo góc 45 độ, bước chân phải 1, chân trái tại chỗ 2, sau đó kéo chân phải về phía sau 3, 4, và lặp lại như thế 5, 6, kéo chân phải về 7, và nhịp 8 mình gõ lại chân phải 8. Chúng ta thực hiện lại kết hợp với tay. Bước chân phải lên, đưa hai tay. Khi mình bước chân phải, tay phải trên cao và tay trái mình sẽ để cho thấp và mình sẽ xoáy một vòng nhé. Chúng ta thực hiện bắt đầu nè. 1, 2, 3, 4, lặp lại. 5, 6, 7, gõ lại chân phải 8. Câu thứ hai mình thực hiện ngược lại với câu thứ nhất. Lần này mình sẽ bước chân trái. Bước chân trái thì đồng thời tay trái mình sẽ đưa lên trên cao. Chúng ta cùng thực hiện. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Về phần tay, mình sẽ quay lại mặt trước để các bạn dễ hình dung phần tay nhé. Tay mình sẽ khi mình bước chân phải lên thì tay mình sẽ, tay phải sẽ để chân cao, tay trái sẽ để ngang khuỷu tay nhé. Rồi mình sẽ cuộn tay xuống, cuộn tay xuống, kéo xuống, cuộn tay, kéo xuống, cuộn tay, kéo xuống, cuộn tay, kéo xuống. Và bên này cũng vậy, khi mình bước chân trái mình sẽ đưa lên cao và tay phải mình sẽ để song song với khuỷu tay trái để phía dưới nhé. Chúng ta sẽ bước chân lên thì cuộn tay, là tay mình để như vậy, đồng thời mình sẽ úp tay vô trong và cuộn ra ngoài. Cuộn tay, kéo xuống. Cuộn tay, kéo xuống. Nè, cuộn tay, kéo xuống. Rồi chúng ta sẽ cùng thực hiện lại. Chúng ta bắt đầu nè, tổ hợp 1, câu thứ nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhớ 8 là mình gõ chân tại chỗ các bạn nhé. Tới câu thứ 3. Câu thứ 3 mình sẽ thực hiện bước quả chám đơn. Tức là mình sẽ bắt chân phải sang bên trái. Chân trái mình bắt qua bên phải. Sau đó kéo chân phải phía sau và thu chân trái về. Rồi chúng ta cùng tập chân nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thực hiện lại. 1, 2, chân trái bắt qua. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta thực hiện lại kết hợp với tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Thực hiện lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác này mình sẽ thực hiện 2 lần. Kết thúc tổ hợp 1. Rồi giờ mình sẽ sâu chuỗi lại toàn bộ tổ hợp 1 hoàn chỉnh. Thực hiện với bước đếm. Xin mời các bạn cùng thực hiện với mình nhé. Bắt đầu tổ hợp 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc tổ hợp 1, chúng ta vào tổ hợp 2. Tổ hợp 2 đầu tiên chúng ta sẽ có 4 bước đi lên phía trước. Đồng thời kết hợp với tay, bước chân phải lên, đưa hai tay qua bên phải, lòng bàn tay mình sẽ úp xuống dưới. Bước chân trái, đưa hai tay sang bên trái, lòng bàn tay mình vẫn úp xuống phía dưới các bạn nhé. Rồi chúng ta cùng thực hiện nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nào, thực hiện lại. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu nhạc 8 thứ 2, tổ hợp 2. Nhịp đầu tiên, bước chân phải sang bên phải. Bước chân phải đồng thời đưa hai tay lên cao hình chữ V. 1, 2. Nhịp 3, thu chân phải về hạ tay. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tiếp theo bước chân trái và cũng đưa tay lên. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Thực hiện lại. Câu 1 và câu 2 của tổ hợp 2 bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 3, đi lùi về phía sau. Lùi bắt đầu bằng chân phải, đưa hai tay sang bên phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và tiếp theo câu 4 mình thực hiện giống câu 2, tức là đứng và đưa chân đồng thời hai tay đưa lên cao hình chữ V. Mình thực hiện bước lùi lại của câu 3. Đầu tiên bắt đầu bằng chân phải. 1, 2, tới chân trái. 3, 4, tới chân phải. 5, 6, 7, 8. Tiếp theo lại bước chân phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và tới đây là mình kết thúc tổ hợp 2. Rồi bây giờ mình sẽ sâu chuỗi lại tổ hợp 2, 4 câu nhạc 8 hoàn chỉnh, thực hiện với đếm bước. Xin mời các bạn cùng thực hiện với mình. Bắt đầu tổ hợp 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu 3, đi lùi về bắt đầu chân phải. 3, 2, chân trái. 3, 4, chân phải. 5, 6, và chân trái. 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc tổ hợp 2. Về phần tay, khi mình bước chân đưa tay lên cao và khi mình thu chân về, mình sẽ hạ tay xuống và mình đưa hai tay về phía trước. Đưa hai tay về phía trước tiếp tục lại vung tay ra. Rồi đưa về phía trước và lại vung tay ra. Đưa về phía trước. Vung tay, đưa về phía trước. Đấy là phần tay. Và mình đã kết thúc tổ hợp 2. Bây giờ chúng ta vào tổ hợp 3. Tổ hợp 3, nhịp đầu tiên bước chân phải sang bên trái,
đồng thời đưa hai tay từ trong bụng đưa ra, chân phải bước sang trái nè, 1, 2 và nhịp 3 kéo chân phải về, 3, 4, rồi tiếp theo nhịp 5 lại bước chân phải về phía trước, lần này tay mình sẽ đưa lên cao, 5, 6, 7, 8. Ở bên này cũng vậy, câu 2, khi mình bước chân trái sang bên phải, hai tay mình cũng đưa vào trước bụng và mình vòng ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bây giờ mình sẽ quay lưng lại để thực hiện tổ hợp 3. Câu nhạc 8 thứ nhất bắt đầu nè. Bước chân phải, 1, chân trái dậm tại chỗ, 2, kéo chân phải phía sau, 3, 4, tiếp theo nhịp 5, đưa hai tay đi lên cao, 5, 6, 7, và nhịp 8 mình gõ lại chân phải các bạn nhé, 8, tiếp theo bên này, 1, 2, 3, 4, tiếp theo, 5, 6, 7, 8, nhịp 8 gõ lại chân trái. Rồi chúng ta thực hiện lại một lần nữa, câu 1 và câu 2 của tổ hợp 3 bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vào câu 3, mình đứng tại chỗ và mình gõ gót chân. Đầu tiên mình sẽ gõ gót chân phải về phía trước. Khi gõ gót chân phải thì hai tay mình sẽ đưa qua bên phải. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tiếp theo nhịp 3 mình gõ gót chân trái, gõ gót các bạn nhé, gõ gót. Khi mình gõ chân trái, mình đưa hai tay sang bên trái. 3, 4, 3, 4. Thực hiện lại. 1, 2, 3, 4. Tiếp theo. 5, 6, 7, 8. Đó là câu 3. Rồi mình vào câu 4. Tư thế này, câu 4 mình sẽ kéo chân phải xéo về phía sau. Đồng thời hai tay mình sẽ đưa lên cao. Rồi chúng ta cùng thực hiện lại. 1, 2, 2 nghỉ. Nhịp 3, gõ chân trái, 3. Và nhịp 4, kéo chân phải về. Tiếp theo, nhịp 5. Nhịp 6 nghỉ, tới nhịp 7, gõ chân phải, 7. 8, thu chân trái về. Chúng ta cùng thực hiện lại. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở động tác này mình sẽ thực hiện ở câu 4 và câu 5, tức là ở tổ hợp 3 thì chúng ta sẽ có 5 câu nhạc 8. Rồi bây giờ mình sẽ sâu chuỗi lại toàn bộ tổ hợp 3 hoàn chỉnh, thực hiện cùng với bước đếm. Xin mời các bạn cùng thực hiện với mình nhé. Tổ hợp 3 hoàn chỉnh bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc tổ hợp 3. Bây giờ chúng ta vào câu kết bài. Phần kết bài chúng ta gồm có 2 câu nhạc 8.
Và nhịp đầu tiên mình sẽ bước chân phải về phía trước, nhịp 1, kế đến là chân trái 2, sau đó kéo chân phải về 3, 4. Thực hiện lại 1, 2, 3, 4. Tiếp theo 5, 6, 7 và nhịp 8 gõ lại chân phải 8. Kết hợp với tay, bước chân phải lên, hai tay mình sẽ đưa lên. Đây, từ đây, đưa lên và vòng ra. 1, 2, 3, 4. Tiếp theo, 5, 6, 7, 8. Rồi chúng ta cùng thực hiện lại. Bắt đầu câu kết bài. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, gõ lại chân phải, 8. Tới câu 2, mình thực hiện chân trái, chân phải làm trụ và chân trái di chuyển. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, và gõ lại chân trái là nhịp 8. Chúng ta thực hiện lại câu kết bài một lần nữa. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tới chân trái. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta nhún gối và đưa hai tay ra kết bài. Như vậy là chúng ta kết thúc bài các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ sâu chuỗi lại toàn bộ bài từ tổ hợp phần nhạc dạo tới câu kết bài. Xin mời các bạn cùng thực hiện. Phần đếm bước bắt đầu. Phần nhạc dạo đầu bài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vào tổ hợp chính, tổ hợp 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lặp lại tổ hợp 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Phần nhạc dạo giữa bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xong phần nhạc dạo giữa bài, bắt đầu vào lại tổ hợp 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lặp lại tổ hợp 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc tổ hợp 3, chúng ta vào câu kết bài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Kết thúc bài. Như vậy là mình vừa hướng dẫn sang bài bài ca người cao tuổi. Và ở bài này, thứ tự các tổ hợp chúng ta gồm có: đầu tiên mình sẽ vào phần nhạc dạo đầu bài, mình gồm có 4 câu nhạc 8. Rồi sau đó mình sẽ vào tổ hợp 1. Tổ hợp 1 thì chúng ta sẽ thực hiện 2 lần. Rồi sau đó mình vào tổ hợp 2 một lần, tổ hợp 3 một lần. Kết thúc tổ hợp 3 thì chúng ta lại thực hiện lại phần nhạc dạo giữa bài. Mình sẽ thực hiện giống như phần nhạc dạo mở đầu bài. Thì sau khi kết thúc phần nhạc dạo thì chúng ta lại thực hiện phần tổ hợp 1 2 lần, tổ hợp 2 rồi đến tổ hợp 3. Sau khi kết thúc tổ hợp 3 thì chúng ta sẽ vào hai câu kết bài. Và như vậy là mình đã hướng dẫn xong. Và nếu như các bạn thấy thích video của mình thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin chúc các bạn luôn sống vui, sống khỏe và luyện tập thành công. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.